năm 2019, ngay từ khi xã có chủ trương chọn thôn 1 để xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, chi bộ, ban công tác mặt trận thôn 1 xã Xuân Lĩnh đã tổ chức họp các hộ dân để bàn bạc xây dựng kế hoạch, trưng cầu ý kiến, đồng thời thống nhất triển khai thực hiện. Cùng với nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, người dân thôn 1 xã Xuân Lĩnh đã tích cực đóng góp công sức tiền của để xây dựng giao thông nông thôn, nâng cấp nhà văn hóa, chỉnh trang nhà ở và các công trình phụ trợ, cải tạo cảnh quan đường làng ngõ xóm. Hiểu rõ lợi ích của xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu nên mọi người dân đến cán bộ đảng viên trong thôn đều thể hiện quyết tâm rất cao. Thôn 1 được xây dựng cái khu dân cư kiểu mẫu thì không những tôi và gia đình tôi và toàn thể nhân dân trong thôn đã chung tay góp sức, kể cả tiền của, kể cả công việc làm hàng ngày, ví dụ như đổ đường bê tông nông thôn thì dân tự góp, gọi là xã hỗ trợ 1 m² là 13.000 đồng, còn nữa là dân bỏ công bỏ sức và bỏ thêm vật liệu để làm đường làng ngõ xóm, từ các tuyến đường hành lang, rồi còn như cây cối mà mua về để trồng vườn hoa cây cảnh thì toàn thể nhân dân cùng chung tay góp sức là họ làm. Được biết, từ đầu năm 2019 đến nay, thôn 1 đã huy động trên 2.000 ngày công lao động, tổ chức chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa thôn, láng trên 1.800 mét lề đường, xây gần 200 mét mương thoát nước khu dân cư, trồng mới gần 2.000 mét bờ rào xanh các loại, di dời hàng chục công trình vệ sinh, công trình chăn nuôi theo đúng tiêu chuẩn vệ sinh môi trường, trồng trên 300 cây bóng mát tại khu vực sân thể thao và dọc các tuyến đường. Đến nay, hầu hết các trục giao thông chính tại thôn 1 đều rộng rãi, có cây bóng mát và bờ rào xanh, đúng theo tiêu chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Thì chúng tôi đã họp quyết liệt và phấn đấu cùng các tổ chức đoàn thể từ chi bộ cho đến là mặt trận, về ban phát triển thôn đều đồng tình nhất trí là hưởng ứng về xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Bắt đầu từ vào ngày mùa có cái tiết mưa, ngày nay là chúng tôi là tích cực là phần đầu là mua là cây xanh, rồi là hàng rào xanh, là thay thế các cái tuyến đường, các cái chờ cây chầu tím để thay thế cái cây chuối ngọc. Hiện nay là hơn trên 1 km về thay thế bằng cây chuối ngọc, hoàn toàn là không có một cái cây nào khác. Ngoài ra cái cây bồng mạt thì giả như cây xanh, thì cây si, rồi là cây mưng, rồi đủ loài, nhiều cả cái loài cây trên trục đường hiện nay đã gần khép kín. Với tinh thần đoàn kết, cán bộ và nhân dân thôn 1 xã Xuân Lĩnh đang huy động tối đa sức dân, sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, làm đúng, sáng tạo, phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân để mang lại hiệu quả cao nhất, phấn đấu đưa thôn 1 đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu vào cuối năm 2019.